Nghĩa, Thanh Dương muốn luyến, Thanh Hương chấm dứt hoàn toàn với bà Tình, nghệ sĩ ưu tú Thanh Quý. Biết bà Tình, nghệ sĩ ưu tú Thanh Quý về ở cùng với Luyến, Thanh Hương, Nghĩa, Thanh Dương có ý không hài lòng. Nghĩa tìm Luyến nói chuyện, bảo muốn rõ ràng mọi thứ ngay từ đầu. Luyến giải thích vì thấy bà Tình già cả nên thương tình cho về ở cùng, cốt cũng chỉ là chia đôi tiền thuê trọ. Nhưng hóa ra Nghĩa đã tìm hiểu Luyến từ rất lâu. Nghĩa biết bà Tình chính là mẹ chồng cũ của Luyến, rồi chuyện Luyến bị chồng cũ phụ bạc có vợ con mới và Luyến phải gánh nợ cho chồng. Nghĩa nói thẳng nếu Nghĩa lấy Luyến thì không được đèo bòng thêm bà Tình nữa. Ở phía xa xa, cả Lưu, nghệ sĩ ưu tú Hoàng Hải và bà Tình đứng nghe lén cuộc nói chuyện của hai người. Bà Tình tỏ vẻ lo lắng nhỡ đâu con dâu cũ lại bỏ rơi mình. Còn Lưu thì nóng mặt khi thấy Nghĩa dặn dò với Luyến phải cẩn thận cái thằng hàng xóm ở bên cạnh. Liệu Luyến có nghe theo lời Nghĩa? Luyến, Thanh Hương đã tâm sự thật lòng mình với Lưu, nghệ sĩ ưu tú Hoàng Hải về ước mơ của mình. Khi thấy Nghĩa, Thanh Dương, một người đàn ông độc thân, giàu có đến đặt vấn đề với mình, Luyến, Thanh Hương có phần xao động. Trước hết Luyến cũng cảm nhận được Nghĩa thực sự có tình cảm và quan tâm đến mình. Anh cũng đã tìm hiểu kỹ về Luyến và mong sẽ xây dựng lại cuộc sống hạnh phúc với cô. Một phần nữa Nghĩa là người có điều kiện, nếu lấy Nghĩa, Luyến sẽ không phải lo lắng bươn chải gì nữa. Lưu trầm ngâm, im lặng ngồi nghe Luyến tâm sự. Luyến dốc hết lòng mình, nói muốn một lần thử sống cuộc sống của người có điều kiện. Luyến mơ ước được một lần thức dậy trong một ngôi nhà đúng nghĩa, nhắm mắt lại không phải nghĩ đến tiền. Nghĩ đến ngày mai ăn gì, làm gì, kiếm được bao nhiêu, đặt lưng xuống là ngủ chứ không phải do lao lực. Luyến mong tinh thần mình luôn sảng khoái, thanh thản. Luyến dưng dưng nói muốn thử được sống một cuộc sống như vậy và quay sang Lưu hỏi, như vậy có được không? Nếu trong lòng đã mong như thế thì liệu Luyến có quyết định đến với anh Nghĩa?